Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Ngành Việt Nam trong chuyên mục Tiền ít ít máy thơm, chuyên mục chuyên về những chiếc máy giá rẻ nhưng mang lại chúng ta cấu hình cao và những trải nghiệm tuyệt vời. Thì hôm nay ở đây mình mang đến cho các bạn một sản phẩm, đấy là LG G7, một chiếc máy gọi là flagship năm ngoái của nhà LG, được sở hữu một con chip vô cùng mạnh nhưng bây giờ mức giá của nó vô cùng rẻ. Đến mình, thậm chí mình còn phải giật mình khi mà check mức giá của nó ở thời điểm hiện tại chỉ là 5 triệu rưỡi mà thôi. Ok, vậy thì 5 triệu rưỡi nó sẽ có những gì mà mình nói là tiền ít mà các bạn có thể hít được cái LG G7 này thơm, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ trong video này nhé. Đầu tiên, cái thứ thơm nhất mà chúng ta có thể hít được trên chiếc máy này, mình nghĩ nó vẫn sẽ đến từ cấu hình trên mức giá. Bởi vì là ở phân khúc tầm giá là 5 triệu hơn như thế này thì cùng lắm các bạn sẽ chỉ mua được những thiết bị kiểu Samsung Galaxy S8 đến từ nhà Samsung, Galaxy S8 Mỹ, S8 Plus Mỹ, thì nó sẽ có con chip là Snapdragon 835. Hay là với một số chiếc máy tầm trung khác thì bạn sẽ có một số sự lựa chọn, ví dụ như Snapdragon 660 hay là chúng ta cũng sẽ có Snapdragon 710. Nhưng đối với cái chiếc LG G7 này thì các bạn sẽ có một con chip đầu 8 nhưng không phải 835 mà nó sẽ nhảy vọt, đấy là Snapdragon 845. Snapdragon 845 ở phân khúc tầm giá là 5 triệu rưỡi thì đây gần như là chiếc máy gọi là duy nhất và rẻ nhất để cho các bạn có thể lựa chọn rồi. Chúng ta có 4GB RAM và chúng ta có 64GB nhớ trong. Phần RAM tuy là hơi ít một tí, chỉ có là 4GB thôi, nhưng bù lại chúng ta lại có một cái con chip nó cực kỳ mạnh mẽ, một cái GPU cực kỳ tuyệt vời để các bạn có thể trải nghiệm game. Nhiều bạn thì bảo rằng là những sản phẩm của LG được tối ưu hóa không tốt khi mà chơi game, nhưng mà cái trải nghiệm của mình khi mà chơi một cái tựa game nó khá là nặng ở thời hiện tại, đấy là PUBG Mobile, thì mình có thể nhận định rằng là chiếc LG G7 mang lại chúng ta một hiệu năng cực kỳ ổn định khi mà chơi game. FPS không tụt quá nhiều, nó sẽ chỉ bị tụt ở trường hợp đấy là các bạn nhảy từ máy bay ra hoặc là các bạn bung dù ra và đáp dù xuống thôi. Chứ còn nếu như các bạn chơi bình thường, các bạn bắn bình thường thì hiện tượng giật lag là không xảy ra trên chiếc LG G7, và mình có thể khẳng định điều đó. Mình đã chơi 3 đến 4 trận trên chiếc máy này rồi. Cái thứ hai đấy là với LG G7 thì chúng ta sẽ có một cái màn hình cũng gọi là quá xuất sắc trên tầm giá đi. Kích thước lớn lên tới 6,1 inch, độ phân giải 2K cộng, và chúng ta sẽ có tấm nền IPS LCD. Với tấm nền này thì bạn sẽ có những trải nghiệm và màu sắc cực kỳ là trong trẻo, trung thực, góc nhìn rộng, và chúng ta sẽ có độ sáng cao đảm bảo cho các bạn có thể là sử dụng hoàn toàn dễ dàng khi mà ra ngoài trời. Với màn hình của LG G7 thì nó cũng sẽ đi theo trend của năm 2018, đấy là trend về thiết kế tay thỏ phía bên trên. Nhiều bạn không thích điểm này thì bạn cũng có thể tắt đi một cách rất là dễ dàng ở trong phần New Circle Screen, mà các bạn sẽ bấm vào tùy chỉnh. Tùy chỉnh đây thì các bạn sẽ bấm thêm cái phần đen này nữa, thì khi đó đấy, các bạn sẽ thấy bên trên bên dưới dày gần như là bằng nhau, tạo ra một sự cân đối hơn. Và nếu như các bạn muốn gọi là kết hợp nó một tí với một số màu sắc, ví dụ như đen trắng như này, và các bạn cũng có thể kết hợp với màu, thì các bạn cứ tùy chỉnh theo sở thích của bạn mà thôi. Nhưng nếu như các bạn đã không thích nó rồi thì tắt hẳn nó đi, như thế là đẹp nhất. Cái điểm sáng giá tiếp theo của chiếc LG G7 ở phân khúc tầm giá 5 triệu rưỡi này, đó là nó cũng sẽ có camera kép ở phía sau phần lưng, nhưng mà nó sẽ không phải là camera kép kiểu một camera góc thường, một camera tele, mà nó sẽ là một camera góc thường và một camera góc rộng. Và nếu như bạn để ý, ở đầu năm 2019 hết tới nay thì tất cả các nhà sản xuất smartphone đều đi theo phong trào đấy là camera góc rộng, thì cái chiếc LG G7 này nó đã được sở hữu camera góc rộng, thì cái chiếc LG G7 này nó đã được trang bị camera góc rộng từ năm 2018 rồi, và đấy chính là cái gọi là đi trước thời đại của LG G7. Với đó thì LG G7 cũng sẽ được trang bị thêm một tính năng đấy, chụp hình chân dung, một trong những tính năng mà giới trẻ rất là ưa chuộng hiện nay. Rất tiếc là nó vẫn chưa có thêm cái khả năng đấy là chỉnh đường độ màu hậu cảnh sau khi một chân chụp hình xóa phông. Ngoài ra thì với LG G7, các bạn cũng biết rồi, một sản phẩm nhà LG thì không thể nào mà thiếu đi được những tính năng về chỉnh tay thủ công. Chúng ta sẽ có chụp ảnh thủ công, chúng ta có quay phim thủ công, chúng ta có cine video, và tất cả những tính năng này thì LG đã làm quá tốt từ cái thế hệ LG V30 rồi, nên mình cũng không cần phải nói quá nhiều về những tính năng này nữa. Các bạn sẽ có những trải nghiệm cực kỳ là ngon lành khi mà sử dụng LG G7 để có thể quay phim cũng như là chụp ảnh thủ công. Về thiết kế ngoại hình thì sao? LG G7 thì nó sẽ được thiết kế mảnh mai hơn, nó thon gọn hơn so với dòng V của nhà LG. Bởi vì cái dòng này nó sẽ giống như kiểu dòng S của nhà Samsung ấy, nó sẽ nghiêng sang cái xu hướng thời trang nhiều hơn. Nên là các bạn sẽ thấy rằng là ở những cái phần góc như thế này nó sẽ được làm bo cong rất nhiều, và phần mặt lưng thì không nói làm gì rồi, nó được làm cong rất mềm mại để cho các bạn có thể có cảm giác cầm nắm là tốt nhất. Thêm nữa thì cái phần vân tay trên chiếc LG G7 này nó cũng được đặt ở một vị trí cực kỳ hợp lý. Và thực chất thì cái vị trí vân tay này LG đã làm rất tốt từ thế hệ LG G5, G6 rồi, nên là LG G7 chúng ta sẽ không có gì về ngạc nhiên. Mình khi mà cầm vào và đặt
cứ đặt là chúng không thể nào mà với nhầm lên cái vị trí camera như một hãng nào đó được. Thế nên đây cũng là một trong những điểm mà mình đánh giá rất cao trên LG G7. Ngoài ra thì với LG G7 đây cũng sẽ là chiếc máy gần như là duy nhất ở phân khúc tầm giá 5 triệu này mà các bạn có trải nghiệm nghe nhạc cực kỳ là ngon với đắc rời. Các bạn sẽ nói rằng là LG G6 hay là LG V30 mức giá rẻ hơn chúng ta cũng có đắc rời. Nhưng mà tất nhiên đắc rời trên những chiếc máy đó thì nó sẽ không ngon được bằng cái đắc rời trên chiếc LG G7. Thêm nữa thì cấu hình trên những chiếc máy đó cũng sẽ không bằng được cấu hình của LG G7. Nên là một chiếc máy có cấu hình mạnh, có đắc rời ngon, có thiết kế đẹp, có màn hình tốt thì tất nhiên nó là một chiếc máy giá rẻ để các bạn có thể hít được thơm. Nói chung là tiền ít và hít máy thơm. Và trên đấy là những chia sẻ của mình về chiếc LG G7, một chiếc máy ở phân khúc tầm giá 5 triệu rưỡi. Nhưng những gì các bạn nhận lại được thì lại nhiều hơn thế. Và các bạn thấy sao về nó? Xin comment để lại ý kiến các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Video của mình thì tạm dừng lại tại đây. Các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và subscribe YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam để chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào và gặp lại bạn trong những video lần sau.